Đây là hình ảnh khán giả gửi về cho bản tin Nhà Đất và Đầu Tư. Nó mở ghế rồi. Nó mở như mưa cám, không có mưa xi măng. Đấy. À, lấy tay bóc rồi mọi người này. Chung cư cao cấp nhỉ tôi. Qua đoạn video vừa rồi, có thể dễ dàng hiểu được vị khán giả này đã mua một căn chung cư theo lời quảng cáo là cao cấp, thế nhưng chất lượng lại không phải vậy. Quay trở về cách đây vài năm, cũng đã có nhiều vụ lùm xùm xung quanh việc người dân bỏ tiền mua chung cư với mức giá cao cấp nhưng lại nhận về trái đắng. Có thể kể đến vụ việc cư dân chung cư Hòa Bình Green City phản ánh chủ đầu tư không đảm bảo chất lượng tòa nhà vào năm 2018. Theo các cư dân, chất lượng dịch vụ của tòa nhà ngày càng xuống cấp, việc bảo hành bảo trì theo hợp đồng chậm chạp, lấn chiếm không gian chung. Đặc biệt, chủ đầu tư có lộ trình cắt giảm các tiện ích của dân cư như điều hòa sảnh, điện hành lang, thông gió tầng hầm. Đây chỉ là hai trong số vô vàn những chung cư gắn mác cao cấp nhưng chất lượng lại chưa đạt theo tiêu chuẩn của Bộ Xây dựng đề ra. Giống như là khách sạn nó có 1 sao đến 5 sao, thì mỗi 1 sao đều tương xứng với các tiêu chí ABCD. Thế còn các chung cư chúng ta hiện nay mới có tên, nhưng mà chưa có cái tiêu chí cụ thể tầm quốc gia và được cơ quan chức năng phê duyệt như là một cái tiêu chí bắt buộc. Thế do đó là có thể nói là cái sự đặt tên rồi cái sự lạm dụng nó là khá là tùy tiện và khá là phổ biến. Được biết, Bộ Xây dựng đã có hai thông tư về phân hạng nhà chung cư, đó là thông tư số 14/2008 hướng dẫn về phân hạng nhà chung cư, trong đó xác định nhà chung cư hạng 1 cao cấp là hạng có chất lượng sử dụng cao nhất, đảm bảo yêu cầu về quy hoạch kiến trúc hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, chất lượng hoàn thiện, trang thiết bị và điều kiện cung cấp dịch vụ quản lý sử dụng đạt mức độ hoàn hảo. Và thông tư số 31/2016 quy định về phân hạng và công nhận hạng nhà chung cư, theo đó nhà chung cư được phân thành 3 hạng A, B và C. Tuy nhiên, trên thị trường lại đang tồn tại thêm một cách phân hạng chung cư theo giá. Theo đó, dự án nào có giá bán từ 50 triệu đồng trở lên sẽ được xếp vào phân khúc này. Việc xác định như vậy đến thời điểm này là không chính xác, bởi trong những năm gần đây, giá nhà đất đã bị thổi lên quá cao, không đúng với giá trị và chất lượng của dự án. Chúng ta lại có ngay những cái động thái như, giống như các cái giai đoạn trước, ví dụ như là chúng ta lại thổi giá, đẩy giá rồi tạo ra cái này, cái kia. Nó làm cho thị trường nó lại méo mó đi. Thì cái lúc này chúng ta cần phải rút kinh nghiệm. Những cái bài học nó vừa xảy ra, đúng không ạ? Thì tôi nghĩ rằng các nhà đầu tư cần phải vừa tỉnh táo, vừa phải tuân thủ quy định pháp luật. Và đặc biệt là họ phải có một cái thái độ để làm thế nào gìn giữ cái môi trường, cái thị trường nó có tính là minh bạch, có tính là ổn định và để cho nó phát triển một cách thực sự bền vững. Như vậy, việc ban hành một bộ tiêu chuẩn công cụ để đánh giá chấm điểm các dự án nhà ở nhằm chấm dứt tình trạng chủ đầu tư, đơn vị bán hàng tự phong cao cấp hay hạng sang là điều cần thiết. Trước mắt, khi chưa có các văn bản pháp luật cụ thể, người mua cần cân nhắc lựa chọn đối với các dự án được quảng cáo là cao cấp.